Chào anh em, mình sẽ quay cho anh em xem về những con ưu sinh, những con tỳ bà nè. Ví dụ cho anh em xem, đây là hai cái hồ phong trắng nha, đây hồ con bối, đây hồ con huyết. Thì mỗi hồ đều thả hai con lao kính, hai con ưu sinh hết. Và hồ này là hai con ưu sinh nhưng mà trả lương 5 triệu này, nó làm việc như thế này. Nè, hồ này trả lương 10 triệu làm việc như thế này nè, anh em thấy không? Bên này tương đối sạch sẽ, nhìn rất là mướt không? Bên này, này nó hơi dơ nè, nhơ nhớp. Hồ này mình thả hai con lau kính sông. Hai con này mua với giá là 15.000 đô. 15.000 đô Việt Nam, con đó 10.000, con nhỏ 5.000. Bình thường là sử dụng cát sông thôi, chứ mình không mua những con mắc tiền thì nó lâu nè. Má ý là cái mặt kính trước, hai mặt kính hông là mình chùi bằng cục hết rồi, nó chỉ lau cái mặt đáy với cái mặt mặt sau thôi, mà nó lau nhăm nhở như thế này hôm qua nó còn kinh hơn nữa. Nó cũng có làm việc đó nhưng mà nó hơi lười. Con nhỏ này thì làm ok hơn, con to này thì lười bó mẹ luôn. Trong khi bên đây nè cũng hai con lau kính thôi mà người ta lau ở hồ nhìn mướt luôn. Cũng nói chung là cũng còn không đến nỗi sạch bóng, nhưng cũng còn lợn cợn tí nhưng mà nó vẫn êm nè. Anh em thấy nhìn hồ thẩm mỹ đồ đẹp trai đó đang lau à, anh em không? Đó, cũng hai con lau kính sông thì thường là nếu mà mình mua được ở chợ là 10.000 bốn con, mấy người ba mấy chị bán ở chợ. Còn nếu không có thường ở tiệm cá quen thì mình mua 10.000 một con nhỏ thì khoảng 5.000. Đấy, anh em thấy khác biệt không? Trả lương 15 triệu nè, làm vậy thôi. Trả lương 10 triệu nè, làm khác liền. Đúng, đó là một cái lý do, mà một trong những cái lý do là mình không thích chơi phong trắng này, nó rất là dơ, bởi vì mình rất là lười. Một năm mình chỉ chùi hồ khoảng một đến hai lần, mình chỉ lau mặt kính trước với nếu được thì lau hai bên thôi, còn lại nó tự xử. Mình không bao giờ thọt cái cây vô mình chùi hết. Nhìn phong đen nè, tuy nó có hơi dơ, này trả lương chắc khoảng 6 triệu, nó hơi dơ nhưng mà nhìn nó vẫn thẩm mỹ hơn nè. Đấy. Đấy, thường là nếu mà những con nào không hiệu quả thì mình sẽ, một là mình sẽ đổi qua hồ khác xem nó như thế nào. Cũng có con đổi qua hồ khác nó sẽ siêng hơn, rồi mình thay bằng con khác, hoặc là mình mua con khác mình thế vô mà nó lười quá thì mình đem thả xong luôn, mình sẽ đổi liên tục cá lau kính nè. Mình không thích xáo trộn cái môi trường của nó, nhưng mình không có đủ siêng để lau hồ thường xuyên. Vậy mình không thích chơi phong trắng là gì. Cái hồ này thì may mắn là được hai em này trả lương 10 triệu làm ok, chấp nhận được. Hồ này cũng chưa 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 ok nè, phong đen nó cũng hơi dơ dưới đáy, tuy nhiên là nhìn nó sẽ đỡ hơn là cái hồ này. Đấy, mình mở hai bóng huỳnh quang mà Osram 3000 Kelvin á, thì tất nhiên bóng huỳnh quang thì nó sẽ lên rêu thôi, đó là điều bình thường, nó không lên rêu mới là bất thường. Đó. Vấn đề là phụ thuộc vô cá lau kính, hồ của bạn sẽ sạch thôi. Và anh em chịu khó là sẽ thả câu lô kính và một đến hai con mà mình thích cá sông hơn là những cá kiển mua tiệm cá mắc tiền, nó lười nhưng mà nó dễ chết yểu lắm. Và một cái lưu ý anh em nữa là đừng thả nhiều cá lau kính quá, một tới hai con thôi, chứ thả ba bốn con, năm bảy con vậy thứ nhất là nó dơ vì nó ỉa ra rất là nhiều, nó ị ra làm dơ nước. Cái thứ hai là nó lo kè nhau, hay là nó lo ABC X Y Z với nhau thì nó đâm ra nó rất là lười. Một đến hai con thôi, thậm chí nếu bạn hên, nếu bạn may á, một con nó chùi rất là sạch luôn. Đấy. Đấy, những cái hùng này màu đen á, mình thả hai con nó cũng rất là sạch luôn á. Mình chả bao giờ phải 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 chùi hồ thôi nè. Đấy, lương 5 triệu nè, xin lương 10 triệu rồi.
Rồi, một lần nữa cảm ơn anh em đã xem clip. Vui vui thôi.